Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái video Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn một cái câu chuyện thực tế của văn phòng. Và mình phải chọn như thế nào giữa cái câu chuyện hình sự và cái câu chuyện về dân sự. Và cái tên của video có tên là tố cáo hình sự tội hủy hoại tài sản hay trách nhiệm dân sự bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Phần của tôi kể gồm có hai phần thôi quý vị và các bạn. Thứ nhất là một cái câu chuyện mà tôi khách hàng đến tư vấn và mình chọn con đường tội hủy hoại tài sản hay bồi thường trách nhiệm ngoài hợp đồng. Cái thứ hai nữa là những cái câu chuyện thực tế mà văn phòng có được. Thưa quý vị và các bạn, thì sáng nay ông khách ông đến như thế, ông bảo như thế này. Ông bảo rằng là ông có một cái nhà ở liền kề. Thì trong cái quá trình mà ở nhà liền kề như vậy thì nhà ông thì chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thì cái người hàng xóm đã có cái hành vi, thứ nhất là qua chặt phá cây cối, cây tràm, cây tầm vong và hủy hoại của ông về tài sản. Thì ông không biết rằng là trong trường hợp này mình phải như thế nào. Thì sau một hồi tư vấn về nguồn gốc đất, về quá trình quản lý sử dụng đất mà xây nhà, thì tôi mới nghiệm ra được một vấn đề như thế này. Quyền sử dụng đất, tôi cứ giả thuyết đó là 1.000 m² của ông bà để lại. Thì khi ông bà chia cho ba của ông và ba của người kia, mỗi người được một phần nhỏ, thì họ đã tiếp tục quản lý sử dụng. Khi tiếp tục quản lý sử dụng thì có cái việc mà tranh chấp gì đó, không rõ là lý do tại sao là phía bên ông kia ông lại ông bà con chú bác đó ông phải lại quay ra ông phá tài sản này. Tuy nhiên thì hỏi ra mới biết là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà liền kề là đã có rồi, tuy nhiên là nhà ông chưa có giấy. Và vì nhà ông chưa có giấy thì không biết là họ muốn lấn hay như thế nào đó, họ đã từng bước một để mà xâm chiếm cái quyền sử dụng đất của ông. Thì luật sư đưa ra hai cái yếu tố. Thứ nhất rằng trong trường hợp cái nhà liền kề đó họ có cái hành vi đập phá chặt, phá hủy cái tài sản của người khác mà theo quy định của Bộ Luật Hình Sự có đủ cái số tiền đó thì sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội hủy hoại tài sản. Thì chúng ta sẽ tố cáo theo con đường hình sự, nói nôm na là phạt ông này đi tù đó. Thì trong trường hợp này thì luật sư có hai cái trường hợp thực tế. Trước đây thì tôi có một cái vị khách hàng, thì hai bên mâu thuẫn như thế nào đó, thì cái ông mà mâu thuẫn đó ổng mới đập cái tài sản của ông bên còn lại, đập nát chiếc xe Innova luôn quý vị và các bạn. Và sau khi tòa án và các cơ quan điều tra thẩm định cái thiệt hại đó xảy ra hơn 100 triệu và truy cứu trách nhiệm hình sự, bắt đi tù đối với cái hành vi hủy hoại tài sản. Một cái câu chuyện thứ hai là hai nhóm thanh niên quá khích vì cái nẹt bô, mày nẹt bô nhìn thấy ghét cho nên dí và chạy theo. Thì cái nhóm thanh niên mà bị dí đó, họ để lại chiếc xe, và nhóm thanh niên còn lại chiến lợi phẩm của ta đây rồi, và sử dụng cái nguyên liệu lá cây, cành cây, xăng đốt cháy rụi cái tài sản là chiếc xe, và dẫn đến là cái việc và truy cứu trách nhiệm hình sự. Hai cái hành vi về hủy hoại tài sản nó rất rõ lắm quý vị. Thiệt hại tài sản với giá trị bao nhiêu đó thì quy vào cái tội cố ý hủy hoại tài sản của người khác, này là pháp luật hình sự điều chỉnh. Tuy nhiên trường hợp thứ hai, cái việc mà chặt cây trúc, 5 bụi trúc, cái việc mà chặt cái cây tràm 3 tuổi, 5 tuổi, người ta chặt người ta không lấy,
ta để đó. Mà mục đích của họ có thể là quá khích, có thể rằng là vì lý do nào đó, nhưng họ không đem tài sản về nhà mình mà, thì khó có thể chứng minh được ghép vào cái tội cố ý hủy hoại tài sản, mà nó chỉ vào trách nhiệm dân sự về việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do hành vi xâm phạm tài sản mà ra thôi. Trước đây tôi có một cái hồ sơ vô tòa, thì cái chị này chỉ mới đeo cái cọng dây chuyền giống như tôi đây. Thì khi đeo cọng dây chuyền thì hai bên ẩu đả đánh nhau. Thì khi mà đánh nhau thì cái cọng dây chuyền của chị mất, và chị cho rằng việc cái việc đánh nhau đó nó gây mất cái tài sản là cái cọng dây chuyền, với cái định giá trong tố tụng là bao nhiêu đó, và chị yêu cầu bồi thường thiệt hại là cái cọng dây chuyền. Thì tôi bảo rằng là thật ra cái việc mà xác định cọng dây chuyền chị có đeo tại thời điểm đó hay không, tại cái thời điểm đánh nhau hay không, ai có thể chứng minh được cho chị tại thời điểm chị có đeo, mà vì cái ấu đả đó mất này do lỗi của ai? Khó, thật khó quý vị và các bạn. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phải chứng minh được thiệt hại đó, và thiệt hại đó phải chứng minh được bằng một con số, không thể mình nói suông suông được. Thế nha quý vị và các bạn, cái hành vi chặt cây trúc, chặt bụi tầm dông, chặt cái cây tràm của một vị khách đến văn phòng, thì theo tôi tốt nhất là mình sẽ chứng minh thiệt hại bằng một con số và đưa cái cơ sở pháp lý này ra. Do cái ông liền kề, ông ghét tôi, ông đập, ông phá, ông dẫn đến thiệt hại về mặt vật chất của tôi là 10 triệu đồng, là 20 triệu đồng, là 30 triệu đồng. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng đối với hành vi xâm phạm về tài sản, không tố cáo về hành vi hủy hoại tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự. Thực tế ha, trước đây thì tôi có một cái hồ sơ của một anh Việt Kiều. Anh bảo tôi như thế này: chị Thu ơi, tôi có nhờ một cái dịch vụ về Việt Nam để giúp tôi tiến hành cái thủ tục gọi là sang tên đăng bộ, từ tên của ba tôi sang tên tôi. Thì do cái anh dịch vụ đó anh làm, và anh làm sai lệch hồ sơ. Ví dụ tại thời điểm đó chỉ có một ông khách hàng của tôi ký tên trên cái văn bản là hợp đồng ủy quyền thôi, nhưng mà anh làm thành vợ và anh vị khách hàng của tôi ký tên trên cái hợp đồng công chứng, dẫn đến là khi công chứng xong thì thiệt hại xảy ra, bán cái nhà của người ta luôn. Và anh Việt Kiều hiện tại anh đang nhờ tôi, nhờ cái văn phòng luật sư để kiện, để lấy lại cái tài sản này. Thì tôi cũng đã tư vấn cho anh rằng khởi tố hình sự hay là trách nhiệm dân sự. Thì tôi cũng đã giống như cái vị khách hàng hồi sáng nay, tôi đi về cái hướng dân sự. Tôi cho rằng anh dịch vụ này anh đã có hành vi gian dối, giả mạo giấy tờ, dẫn đến cái trong cái hợp đồng ủy quyền đó anh đã định đoạt cái tài sản của cái ông Việt Kiều. Và khi định đoạt này thì đúng ra nếu như ông Việt Kiều ông bảo là thôi bán cái tài sản này đi, lấy là 100 triệu đưa cho tôi, và sau đó thì các bên sẽ thanh toán về thù lao ủy quyền, thì câu chuyện nó sẽ dễ dàng. Tuy nhiên rằng anh này anh đã có động tác làm giả, làm giả cái chứng từ phòng công chứng, quý vị và các bạn, đủ yếu tố cấu thành tội làm giấy tờ giả rồi đó, đủ yếu tố cấu thành tội giấy tờ giả. Rồi sau đó có thiệt hại xảy ra, có, anh đã tới thời điểm này anh đã bán cái tài sản đi, và bây giờ hiện tại thì tôi cũng đang xúc tiến hồ sơ khởi kiện ảnh đến tòa để bảo vệ quyền lợi của ảnh bằng cách lấy lại nhà thông qua cái ủy quyền không hợp pháp. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ thì khi đến bất cứ một cái văn phòng luật sư nào đó thì luật sư sẽ tư vấn cho mình rằng nên chọn cái phương án A hay phương án B.
tùy theo cái tính chất, mức độ chuyên nghiệp của luật sư có thể làm nhiều hay là làm ít. Có thể rằng đến cái văn phòng luật sư của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, luật sư sẽ tư vấn đi theo cái hướng là bồi thường trách nhiệm ngoài hợp đồng. Tuy nhiên đến một cái văn phòng khác, họ sẽ yêu cầu về tội hủy hoại, cố ý hủy hoại tài sản. Tuy nhiên nếu đi hình sự và đi dân sự thì chúng ta sẽ tóm lại và sẽ đi đến tận cùng cái câu chuyện cho khách hàng, để khách hàng có một cái niềm tin vào cái vai trò tư vấn rất quan trọng. Thưa quý vị và các bạn, thì ở dưới đường link có một số cái khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng khi họ quyền sử dụng đất, khi họ gặp khó khăn, thì đây cũng là cái kênh để cung và cầu gặp nhau. Kính mong quý vị và các bạn đón nhận, và nếu quý vị và các bạn nào đó có người thân, người quen có cái nhu cầu mua đất ở Củ Chi thì cũng xin giới thiệu đến trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Xin trân trọng cảm ơn. Nhớ nha quý vị và các bạn, những giấy tờ mà thông qua chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta là đã có sổ đỏ, chính chủ đàng hoàng, rất là yên tâm quý vị và các bạn.